Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin đưa tay đỡ đòn đánh hiểm của Tô Chủ tịch. Liệu Tổng Trọng có qua nổi con trăng này? Tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay không những là mối quan tâm hàng đầu của Tô Lâm mà còn là mối quan tâm hàng đầu của phe Nghệ Tĩnh. Ông Tổng đang nằm trên giường bệnh nhưng ông lại đủ sức đưa tay ra đỡ đòn đánh của Tô Lâm, cho thấy sức mạnh chính trị của ông vẫn còn đáng kể, không dễ để Tô Lâm có thể kết liễu. Tuy nhiên, lúc này cả sức khỏe thể chất và sức khỏe chính trị của ông Tổng Bí thư đều đang đi xuống, thì ông cũng khó mà chống lại đà suy yếu này được. Mọi nỗ lực của ông chỉ là để kéo dài ngày tàn và kéo dài để nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh, hai nhóm mà ông đang che chở, có thời gian ứng phó. Một nguồn tin nội bộ cho biết Tổng Bí thư hiện nay đang bị viêm phổi khá nặng. Có lẽ đây là sự biến chứng của những căn bệnh mà ông mang trong người. Sức khỏe của ông đã rất yếu, không thể tự đi lại được. Hồi hội nghị trung ương chính, ông có gắng gượng để có mặt. Và mới đây, thì khi gặp Putin, ông có nỗ lực để xuất hiện, dù chỉ có thể ngồi mà không đứng nổi. Thông tin cho biết ông Tổng Bí thư không thể tự đi đứng. Từ hội nghị trung ương chính đến nay, chỉ mới hơn một tháng mà sức khỏe của ông Trọng đã yếu đi quá nhiều. Mặc dù ông luôn được ekip bác sĩ thuộc hàng giỏi nhất từ Trung Quốc đưa sang chăm sóc, có lẽ các bác sĩ cũng đã hết cách. Với tình trạng sức khỏe như vậy, giới thạo tin dự đoán rằng khả năng ông Trọng chỉ làm đến hội nghị trung ương 10 rồi nghỉ, và cũng không loại trừ Việt Nam sẽ có quốc tang trước hội nghị trung ương 10 sắp tới. Tại hội nghị trung ương 9 vừa qua, ông Trọng đã ra tay đỡ đòn đánh của Tô Lâm, vá lại ban bí thư bằng cách đưa tướng Lương Cường về trấn giữ ban này, đồng thời bổ sung thêm 4 người từ ban bí thư vào bộ chính trị. Có lẽ đây là lần gia cố cuối cùng của ông cho bộ chính trị và ban bí thư, vì sức khỏe của ông đã không cho phép ông chiến đấu kéo dài. Có lẽ phần việc còn lại phải do các nhân vật trong ban bí thư tự đoàn kết lại để hành động, chứ không thể tiếp tục cậy nhờ ông Tổng được nữa. Trong những năm qua, nhóm bác sĩ Trung Quốc đã làm được những điều thần kỳ. Họ đã biến một ông già gần như hết khả năng sống sau đại họa ở Kiên Giang, có thể kéo dài sự sống đến tận ngày nay. Tuy nhiên, để kéo dài sự sống cho ông đến đại hội 14 là vô cùng khó khăn, dường như không thể, bởi sinh lực của ông đã cạn. Vào lúc này, không ai mong Tổng Trọng chết bằng Tô Lâm, và không ai trông ông Tổng kéo dài được sự sống bằng nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhưng xem ra, ông trời không ủng hộ nhóm này, ông Tổng khó có thể qua nổi con trăn này. Lâu nay, Tổng Trọng như bảo mẫu, phải nuôi nấng một đàn con nheo nhóc. Đó chính là những kẻ đã dựa vào, cậy vào quyền lực của ông để ẩn nấp và leo lên cao. Trong số những người đã được ông Tổng nuôi dưỡng, dường như chỉ có một người trưởng thành, đó là Tô Lâm. Những người như Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ tưởng là đã trưởng thành, nhưng hóa ra lại quá non xanh nên mới gục ngã chóng vánh trước đòn đánh của Tô Lâm. Sau khi ông qua đời, cả đàn con nheo nhóc này khó thoát khỏi nanh vuốt của Tô Lâm. Hiện Tô Lâm đang gây áp lực quá lớn lên ông Tổng. Phe Hưng Yên, phe Nghệ An, phe Hà Tĩnh đều đang theo dõi từng hơi thở của ông Trọng, nhưng mỗi phe có mối quan tâm khác nhau. Ngoài ra, người dân cũng theo dõi rất sát hơi thở của ông, bởi một khi ông nhắm mắt xuôi tay thì cung đình lại biến thành một võ đài sôi động. Chưa rõ những trận đấu cung đình này sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân ra sao, nhưng không mấy ai lạc quan. Ngoài ra, dư luận quốc tế cũng đang theo sát sức khỏe của ông Tổng, bởi nếu chính trường Việt Nam trở thành một đấu trường khốc liệt, thì đầu tư nước ngoài cũng phải tháo chạy. Hậu Tổng Trọng sẽ loạn, cái loạn ấy đã bắt đầu rõ dần lên ngay từ lúc này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin đưa tay đỡ đòn đánh hiểm của Tô Chủ tịch, liệu Tổng Trọng có qua nổi con trăn này? Cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư, nếu Lương Cường liên minh với Thủ chính thì Tô Đại sẽ ra sao? Chính trường Việt Nam trong những ngày này, Chủ tịch Tô Lâm có mặt thường xuyên ở khu vực Tây Nam Bộ, một khu vực vốn được coi là thánh địa cũ của ông Ba Dũng. Có những ý kiến cho rằng kế hoạch tảo thanh đối với phe Nghệ Tĩnh của ông Tô Lâm đang có dấu hiệu bị chững lại. Khác với các đánh giá trước đó của giới quan sát cho rằng, sau khi Nguyễn Văn Yên, phó ban nội chính, một trợ lý đắc lực của ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính bị khởi tố bắt giam, thì việc ông Trạc bị xử lý là điều chắc chắn, vấn đề chỉ là thời gian. Báo Pháp Luật đăng phát biểu của thường trực ban bí thư Lương Cường về ban nội chính. Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh ngày 5 tháng 7 loan tin, thường trực ban bí thư Lương Cường
Ban nội chính không để viên đạn bọc đường nào xuyên thủng. Bản tin cho biết, ngày 5 tháng 7, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2024 của Ban nội chính Trung ương. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã yêu cầu Ban nội chính Trung ương tập trung tham mưu, chỉ đạo, xử lý nghiêm các sai phạm xảy ra tại công ty AIC, tập đoàn FLC, tập đoàn Vạn Thịnh Phát, dự án Sài Gòn Đại Ninh, tập đoàn Phúc Sơn, tập đoàn Thuận An. Đây là một nội dung mà Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực đã rút hồ sơ từ cơ quan điều tra của Bộ Công an để Ban chỉ đạo trực tiếp xử lý sau khi hội nghị Trung ương 9 vào tháng 5 năm 2014. Các sai phạm kể trên được cho là có liên quan đến các ông bà, cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và nhiều lãnh đạo cấp cao khác. Đây là những người bị mất chức trong thời gian vừa qua do có liên quan đến tham nhũng và nhận hối lộ. Hình ảnh Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư. Theo giới quan sát, việc ông Lương Cường đến Ban Nội chính dự hội nghị và chỉ thị cho ông Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội chính kiêm Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương là dấu hiệu cho thấy ông Phan Đình Trạc đã được an toàn. Điều đó có liên quan gì đến việc trong thời gian gần đây, một nguồn tin nội bộ cho biết phe Nghệ tỉnh gồm các lãnh đạo và cựu lãnh đạo cấp cao của Nghệ An và Hà Tĩnh đã tổ chức gặp mặt hai lần, một lần ở Hà Nội và một lần ở Sài Gòn, để bàn tính kế hoạch chống lại ông Tô Lâm và Bộ Công an. Đó cũng là lý do vì sao kế hoạch tảo thanh của Chủ tịch Tô Lâm với phe Nghệ tỉnh đang bị chững lại, không tiến triển. Quyền lực của Chủ tịch Tô Lâm và phe Công an được cho là không thuận buồm xuôi gió. Trước đây, giáo sư Zachary Abuja từng giải thích về việc Tổng trọng đưa Đại tướng Lương Cường vào vị trí Thường trực Ban Bí thư là một trong năm chức danh quyền lực nhất của đảng vì ông Trọng đã sử dụng phép dùng quân đội để cân bằng quyền lực và duy nhất chỉ có quân đội mới là lực lượng làm đối trọng được với Bộ Công an của Tô Lâm trong lúc này. Lâu nay, Quân đội Nhân dân và các tướng lĩnh Bộ Quốc phòng Việt Nam vẫn được đánh giá là đứng ngoài các tranh chấp trong nội bộ đảng. Để bảo vệ hình ảnh của mình, quân đội ngày càng tránh xa việc giải quyết các vụ bất ổn trong nước. Đây là sự khác biệt căn bản giữa quân đội và công an. Trong khi đó, lực lượng công an luôn bị coi là lũ kiêu binh trong mắt người dân. Đây là điều gây bất lợi cho tương lai chính trị của Chủ tịch nước Tô Lâm. Hình ảnh Chủ tịch nước Đại tướng Tô Lâm. Hơn nữa, những động thái gần đây cho thấy Chủ tịch Tô Lâm đang bành trướng nhân sự với việc tăng quân số thêm 300.000 biên chế từ lực lượng an ninh cơ sở. Phải chăng đó là lý do các tướng lĩnh quân đội quyết định vào cuộc để chấn chỉnh? Theo giới phân tích, kể từ năm 1986, từ sau đổi mới đến nay, những người nắm giữ các chức vụ tứ trụ hoặc từng làm thường trực ban bí thư có khả năng cao sẽ trở thành tổng bí thư. Ngược lại, chưa từng có tổng bí thư nào xuất thân từ công an. Từ quân đội thì có Thượng tướng Lê Khả Phiêu. Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính, một nhân vật thân Bắc Kinh, có khả năng sẽ được Trung Quốc lựa chọn và ủng hộ để trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, thay cho Tổng Trọng. Vì thế cho nên nếu Đại tướng Lương Cường liên minh với ông Phạm Minh Chính thì có thể ông Cường sẽ thăng tiến cao hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Cuộc đua ghế Tổng Bí thư, nếu Lương Cường liên minh với Thủ Chính thì Tô Đại sẽ ra sao? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm D.